Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng Minh Nhật nghe chuyện. Cô gái tôi giúp đỡ suốt 6 năm đã bỏ học vì yêu chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu. Một cô gái mà tôi tài trợ suốt 6 năm đã bỏ học vì tình yêu, còn khoe khoang với tôi rằng đây mới là con đường tắt để thay đổi số phận. Cô ta thương hại tôi chỉ là một người phụ nữ làm công việc tầm thường với mức lương hàng tháng vỏn vẹn 3.000 nhân dân tệ và muốn trả lại toàn bộ số tiền tài trợ cho tôi. Nhưng tôi nhìn cái tên trên thiệp cưới và chìm vào suy tư cười chết, hóa ra người xe ướp đi tên bạn trai vừa tồi tệ vừa vi phạm pháp luật của tôi chính là cô ta. Và người phụ nữ tầm thường trong miệng cô ta, có phải đang ám chỉ nữ doanh nhân có tài sản gấp trăm lần chồng sắp cưới của cô ta là tôi đây không? Hết văn án. Sau khi chia tay Hạ Hiên, tôi nhận được tin nhắn từ cô gái mà tôi tài trợ. Đây là lần đầu tiên cô ta liên lạc với tôi ngoài việc xin tiền. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ta vẫn đang đi học và sẽ tốt nghiệp sau 2 năm nữa. Khi tôi định hỏi cô ta về dự định tương lai thì cô ta nhắn tin. "Chị ơi, em đang mang thai và chuẩn bị kết hôn. Anh ấy rất tốt với em và yêu trẻ con. Vì thế em dự định sẽ nghỉ học để sinh con và ở nhà toàn thời gian để chăm sóc con." Một cô gái mà tôi tài trợ suốt 6 năm đang chuẩn bị trở thành một bà nội trợ toàn thời gian trước khi tốt nghiệp. Một dấu chấm hỏi dần hiện lên trong đầu tôi. Nuôi một con chim hoàng yến bỏ học vì tình yêu còn tệ hơn việc chia tay với một kẻ cặn bã. Bên kia không thấy tôi trả lời tin nhắn thì liền gọi đến. Chị ơi, em làm thế này không tốt sao? Em trả lại toàn bộ số tiền tài trợ chị đưa cho em trước đây thì sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của cô gái này. Nó rất tinh tế và quyến rũ, nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc. Tôi không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều và đang nghĩ cách để trả lời. Năm đó khi tài trợ cho Phương Vận, tôi không hề nghĩ đến bất kỳ sự đền đáp nào. Tôi chỉ muốn cô ta học tập nghiêm túc. Tôi đã trả toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt cho cô ta, nhưng để không tạo gánh nặng về mặt tinh thần, tôi thậm chí chưa bao giờ gặp cô ta hay cung cấp bất kỳ thông tin nào về tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã chi hàng trăm nghìn để hỗ trợ việc học của cô ta, nhưng giờ cô ta thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học đã muốn trở thành một bà nội trợ. Kết quả này khiến tôi nghẹn họng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu cô ta trả lại tiền tài trợ. Thấy tôi im lặng, cô ta gửi thiệp mời cho tôi. Tôi bấm vào thiệp mời thì thấy tên chú rể trên đó có ghi rõ chữ Hạ Hiên. Tôi choáng váng. Tại sao tên này lại giống với tên bạn trai cũ của tôi? Tôi tưởng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thông tin của bạn thân lại xuất hiện trong danh sách khách mời. Tô Từ, bạn trai cũ của cậu mới chia tay cậu được vài tháng mà đã chuẩn bị kết hôn rồi. Tiếp theo là một bức ảnh cưới, bạn trai cũ của tôi ôm một người phụ nữ xinh đẹp và mỉm cười hạnh phúc. Nhìn họ âu yếm nhau, Chẳng ai tin được một người là gã tồi, còn một người là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Và thiệp mời của bạn thân có hình thức giống hệt thiệp mời điện tử mà tôi có. Gần như có thể khẳng định rằng, cô gái trà xanh luôn vinh váo trước mặt tôi chính là cô gái mà tôi đã tài trợ trong 6 năm qua. Phương Vận là thực tập sinh tại công ty của bạn trai cũ tôi. Cô ta rất chăm chỉ trong thời gian thực tập. Hạ Hiên hết lời khen ngợi cô ta. Dù gia đình bình thường, nhưng nhờ nỗ lực học tập và làm thêm công việc bán thời gian nên cuộc sống vẫn khá thoải mái. Tuy nhiên, sau khi đi thị sát công việc vài lần, tôi nhận thấy tình hình hoàn toàn khác với những gì Hạ Hiên nói. Cái gọi là chăm chỉ, cẩn trọng hóa ra lại là trốn không đến công ty làm việc, bị đồng nghiệp phàn nàn không ngớt. Tôi có chút nghi ngờ về tính chân thực trong lời nói của Hạ Hiên, nhưng anh ta đều lấp liếm cho qua. Phương vận bình thường làm việc rất nghiêm túc, nhưng cô ấy còn phải đi làm thêm những công việc bán thời gian khác nên đôi khi không thể chu toàn mọi việc. Giáo viên hướng dẫn thực tập ở trường đã nhờ anh chăm sóc cô ấy, nên anh cũng phải rộng lượng hơn một chút. Hơn nữa, cha mẹ cô ấy đã mất, nhưng cô ấy vẫn rất chăm chỉ và độc lập. Nhìn thấy cô ấy, anh không khỏi nghĩ đến mình. Mặc dù tôi đã đầu tư nhưng dù sao đây cũng là công ty của Hạ Hiên. Đặc biệt là khi anh ta đã nhiều lần giải thích rằng đây chỉ là vì muốn giúp đỡ đàn em đối mặt với một thực tập sinh đầy nghị lực. Xuất thân bình thường nhưng lại tự mình nỗ lực mua được hàng hiệu, tôi cũng không tiện nói gì thêm. Việc trùng tên là chuyện bình thường, nhưng khi thấy phương vận này bỏ bê việc học và sự nghiệp để đi làm thêm, từ đó tôi đã tăng thêm tiền trợ cấp cho phương vận mà tôi đã tài trợ trước đây. Tôi chỉ mong cô gái mà tôi đang tài trợ sẽ học tập nghiêm túc và không bị phân tâm bởi những việc khác ngoài việc học ở trường. Tôi liệt kê chi tiết lý do tại sao Phương Vận lại xin tiền tôi trong nhiều năm qua, từ học phí đến các khoản chi phí ăn mặc. Cũng như chi phí y tế mà tôi đã trợ cấp khi bố mẹ cô ta lâm bệnh nặng đến nỗi suýt khiến cô ta phải bỏ học. Ai ngờ rằng đây lại là một trò lừa đảo vì ngay từ đầu Phương Vân đã có ý định câu một chàng rể quý. Mà số tiền hỗ trợ của tôi trong suốt những năm qua tạo nên một danh hiệu đắt tiền cho Phương Vận, tất cả đều được Phương Vận sử dụng như một bàn đạp để nâng cao địa vị xã hội. Sau khi biết tin, tôi lập tức thay đổi suy nghĩ. Tôi không vạch trần Phương Vận mà bình tĩnh đáp, Vậy đưa tiền cho tôi. Tôi cùng cô ta tính toán số tiền dựa trên trí nhớ của mình và mỉm cười, bao gồm cả chi phí y tế, cô phải trả lại cho tôi ít nhất 400.000. Phương Vận do dự, tiền thuốc men có tính không? Chị không phải nói không cần hoàn trả sao? Tôi cười khúc khích nói, cũng được thôi, cô cứ đưa hóa đơn cho tôi xem, coi như không cần trả lại nữa. Phương Vận lập tức im lặng. Chị ơi, bây giờ em không thể trả liền cho chị được giọng nói của cô ta có chút ngượng ngùng thời gian có chút gấp rút có lẽ em không góp được nhiều tiền như vậy tôi xem qua khoảnh khắc của cô ta và thản nhiên nói cô có thể nhờ chồng cô trả dùm phương vận lo lắng không kịp suy nghĩ vặn lại làm sao có thể như vậy phương vận không dám tới gặp hạ hiên nếu hạ hiên biết tính cách mạnh mẽ và độc lập của cô ta là giả chẳng phải mọi chuyện sẽ ủng phí sao tôi muốn cười một chút mỉa mai nói cái gì trở thành phu nhân hào môn rồi mà cô còn phải quan tâm đến chuyện tiền bạc sao? Phương Vận lập tức cúp máy. Tôi gọi lại cho cô ta nhưng cô ta từ chối nhận cuộc gọi. Cô ta liên tục nhắn cho tôi. Em không ngờ chị lại là người như vậy. Em chỉ đang theo đuổi cuộc sống mà em mong muốn. Tại sao chị lại làm khó em như vậy? Đây là hành động áp đặt đạo đức. Cho dù kết quả không như chị mong đợi, em cũng không muốn trở thành một người phụ nữ tầm thường với mức lương hàng tháng chỉ 3.000 nhân dân tệ như chị đâu ít nhất sau này em cũng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Lương tháng 3 ngàn. Tôi cao mày. Đột nhiên tôi nhớ ra rằng khi tôi mới bắt đầu kinh doanh, toàn bộ số tiền đều được đưa cho công ty, chỉ để lại cho tôi 3.000 nhân dân tệ. Tôi đưa một nửa số đó cho Phương Vận. Phương Vận có vẻ không hài lòng với 1.500 tệ đó nên vòng vo muốn đòi thêm. Nhưng tôi đã nói rất thật với cô ta rằng lương của tôi hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng bây giờ tôi đã khởi nghiệp thành công, với tư cách là một nữ CEO có tài sản gấp trăm lần chồng cô ta, tôi lại trở thành người phụ nữ mà cô ta coi là tầm thường sao. Tôi và Hạ Hiên gặp nhau ở trường trung học và hứa hẹn với nhau rằng sẽ cùng vào một trường đại học. Tuy nhiên, sau khi có kết quả thi đại học, điểm của anh ta quá chênh lệch với tôi. Tôi không còn cách nào khác là phải đến trường sớm hơn một năm để đợi anh ta, và với sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng anh ta cũng được nhận vào trường khi tôi đang học năm thứ hai. Không ngờ, Gia đình tôi kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất. Cộng thêm bệnh tật của bố, tôi thậm chí không thể trả nổi tiền học phí. Tôi đã cố gắng hết sức để làm thêm kiếm tiền nhưng vô ích. Những khoản nợ đó đè nặng lên tôi như một quả núi, cộng với với khoản vay sinh viên, gánh nặng trên vai tôi chưa bao giờ là dễ dàng. Nhìn bố ngày một hao mòn, tôi nghiến răng quyết định dồn hết tiền tiết kiệm để khởi nghiệp. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà tôi không thể tiếp tục việc học của mình. May mắn thay, tôi đã thắng cược. Năm Hạ Hiên tốt nghiệp, công ty của tôi đã trở nên nổi tiếng ở địa phương. Thấy sự nghiệp của tôi khởi sắc, anh ta cũng đề nghị giúp đỡ tôi. Cho đến sau này, anh ta muốn tự mình mở một công ty. Hạ Hiên đã ở bên cạnh tôi kể từ khi gia đình tôi gặp biến cố lớn và chưa bao giờ rời bỏ tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Hạ Hiên nên tôi không ngần ngại trở thành nhà đầu tư đầu tiên của anh ta. So với việc bắt đầu từ con số không như tôi, sự nghiệp của Hạ Hiên nhờ sự giúp đỡ của tôi đã tiến triển thuận lợi, chỉ mới 2 năm anh ta đã bước vào giới kinh doanh. Anh ta cũng ngày càng yêu tôi hơn. Tôi đã thành công trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Lúc đó, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến khi cô thực tập sinh đó bước vào thế giới của tôi. Tôi luôn biết rằng giáo viên phụ trách thực tập ở trường đã nhờ Hạ Hiên chăm sóc cô ta, lúc đầu anh ta rất thiếu kiên nhẫn về việc này. Khi đến nơi, cô ta vô tình làm đổ cà phê vào người anh. Anh thực sự không biết làm thế nào mà cô ta vào được đại học. Ngày đầu tiên Phương Vận gia nhập công ty, Hạ Hiên về đến nhà đã tức giận. Ngày đầu tiên đi làm cô ta đã đến muộn, làm sao trộn thông tin. Nếu không phải cô ta là đàn em của anh thì anh đã đuổi cô ta từ lâu rồi. Trong khi Hạ Hiên phàn nàn về điều này với tôi trên bàn ăn, anh ta cũng nói về sự khác biệt giữa tôi và Phương Vận. Bao năm qua, hiếm khi tôi thấy anh ta tức giận như vậy. Hạ Hiên luôn coi trọng công việc của mình và sẽ không tha thứ cho những chuyện như này. Xem ra Phương Vận thật sự chọc giận anh ta. Lúc này, điện thoại di động của anh ta rung lên là tin nhắn của Phương Vận. Xin lỗi anh Hạ, sau này em sẽ làm việc chăm chỉ và không gây rắc rối gì cho công ty. Lời nói của Phương Vận tràn đầy chân thành, nhưng khi tôi ngước nhìn lên liền thấy Hạ Hiên sắc mặt đen xỉ, dường như anh ta cảm thấy việc đối phương ngoài giờ làm việc liên lạc riêng với mình là thiếu phép tắc chỉ cần nhìn thấy tên của cô thực tập sinh này giống với cô gái mà tôi tài trợ tôi không khỏi cảm thông hơn nữa đây chỉ là đợt thực tập nên tôi nghĩ không cần phải gây gắt như thế trước khi anh ta nổi giận tôi đã khuyên hạ hiên rằng không cần phải tức giận với một thực tập sinh mới đến việc cô ta mới đến nên không biết gì là chuyện bình thường hạ hiên kìm nén cơn tức giận ném điện thoại sang một bên nhưng không biết từ khi nào anh ta từ việc chỉ trích phương vận chuyển thành khen ngợi thậm chí anh ta còn hối hận vì lúc đầu đã quá khắc nghiệt với cô gái này anh ta nói rằng bản thân không ngờ phương vận sẽ tiến bộ nhanh như vậy thực ra ban đầu đó là một sự hiểu lầm khi nhìn thấy quần áo của cô anh nghĩ cô ta là một tiểu thư nào đó đến chơi ở công ty của mình sau này anh ta mới biết được gia cảnh ban đầu của phương vận không hề giàu có như tưởng tượng mà ngược lại rất khó khăn phương vận dựa vào công việc làm thêm bán thời gian và hoạt động trên mạng xã hội để sống cuộc sống mà cô mong muốn Hạ Hiên kể cho tôi nghe câu chuyện về sự độc lập của cô gái này một cách vô cùng thích thú, đồng thời cũng kể về bản thân anh ta, người đã làm việc chăm chỉ từ một gia đình bình thường để giá trị hiện tại đã tăng gấp đôi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh ta, tôi muốn mở miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Hạ Hiên hình như đã quên, nếu tôi không chặn đứng những khó khăn, trở ngại khi khởi nghiệp cho anh ta, anh ta hoàn toàn không thể tự mình đưa công ty đến giai đoạn này. Điều này chỉ là khởi đầu. Kể từ khi tôi phát hiện ra Phương Vận thường xuyên không đi làm và còn nhân danh công việc nhắn tin suốt ngày với Hạ Hiên. Cảm xúc của tôi lên đến đỉnh điểm và cuối cùng bùng nổ. Tôi và Hạ Hiên đã cãi nhau lớn. Cuộc cãi vã này không chỉ liên quan đến Phương Vận mà còn về mọi chuyện trong những năm qua. Anh ta trách móc tôi quá mạnh mẽ, can thiệp vào công việc kinh doanh của anh ta. Anh ta cảm thấy rằng một người như tôi, người đã xuất sắc từ nhỏ, Đơn giản là không hiểu được mặc cảm tự ti của anh ta khi đối mặt với tôi. Tôi không thể tin được rằng dưới vẻ ngoài hiền lành của anh ta lại ẩn chứa nhiều tâm tư đến vậy. Tôi hỏi han về công việc của anh ta, ban đầu rõ ràng là anh ta cầu xin tôi giúp anh ta đưa ra quyết định nên tôi mới tiếp quản. Nếu không phải để chia sẻ gánh nặng cho anh ta, thì tại sao tôi lại phải gác lại công việc của công ty mình? Và cho dù gia đình tôi có phá sản thì theo quan điểm của anh ta tôi và anh ta từ đầu đến cuối đều không cùng một tầng lớp. Tôi có thể dễ dàng có được mọi thứ anh ta mong muốn, còn anh ta phải vật vã, cố gắng hết sức mới có thể nắm được vạt áo của tôi. Em luôn may mắn, nhưng anh thì không có gì. Lời nói nhẹ nhàng của anh ta làm tim tôi đau nhói. Khi tôi bắt đầu kinh doanh, anh ta dành phần lớn thời gian hơn để tận hưởng những năm tháng sinh viên. Anh ta không nhìn thấy tôi chạy khắp nơi vì công việc. Anh ta chỉ biết rằng ngay sau khi anh ta tốt nghiệp, tôi đã trở lại cuộc sống sung túc như trước đây. Khi tôi đang xem xét lại về mối quan hệ giữa tôi và Hạ Hiên, Hạ Hiên đã chủ động tìm tôi. Anh ta tạo bất ngờ rồi xin lỗi tôi, tô tử, ngày đó anh nói đều là lời trong lúc nóng giận, em đừng buồn. Anh ta cho tôi xem tất cả bản ghi cuộc trò chuyện giữa anh ta và Phương Vận. Tất cả đều là công việc, không có gì đặc biệt cả. Kỳ thực tập của Phương Vận sắp kết thúc, anh sẽ không gặp cô ta nữa đâu. Chúng ta không nên vì một người không quan trọng mà phá hỏng mối quan hệ của mình." Anh ta nắm chặt tay tôi, tôi bất giác rụt lại. Tôi không thể kiềm lòng mà nhìn anh ta. Anh ta tỏ ra chân thành, không hề có chút e dè nào. "Chúng ta kết hôn đi, Tô Tử." Anh ta ôm một bó hoa hồng lớn cầu hôn tôi, khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà tôi đã chờ đợi suốt 8 năm, trong lòng tôi lại không hề cảm thấy hạnh phúc. Tôi đang tự hỏi mối tình 8 năm giữa tôi và Hạ Hiên có thực sự đáng giá không? Tôi nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn, nhỏ giọng nói, ngày mai em muốn đến công ty của anh để gặp cô ta. Anh nắm tay tôi một lúc, xoa xoa mu bàn tay tôi, rồi nhẹ nhàng dỗ dành, được. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Phương Vận. Một cô gái xinh đẹp và năng động, quần áo cô ta mặc đều là hàng hiệu. Thật khó để biết được gia cảnh thực sự của cô ta nếu chỉ dựa vào bề ngoài. Khi nhìn thấy tôi, cô ta giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, rụt rè đưa cho tôi tách cà phê, cô tô, sao cô lại một mình đến tìm tôi. Bị đôi mắt to ngấn nước của cô ta nhìn chằm chằm, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ mềm lòng. Tôi không nói lời nào nhưng cô ta hành động như thể bị tôi bắt nạt vậy. Tôi đã xem tài khoản social Media mà cô ta quản lý và cô ta có một lượng fan nhất định. Tuy nhiên, hầu hết các video trên trang đều nói về việc ăn uống và vui chơi ở những nơi cực kỳ đắt đỏ không phù hợp với hoàn cảnh gia đình cô ta. Cô ta rất thông minh và biết cách tạo dựng cá tính riêng trên mạng nên có khá nhiều người hâm mộ. Tôi dùng thìa chậm rãi khuấy cà phê, không khỏi mỉm cười, nghe nói cô hiện tại là trợ lý của Hạ Hiên. Phương Vân ngượng ngùng gật đầu, ừm. Sau đó, cô ta như nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt nhìn tôi, cô tô, đừng hiểu lầm, tôi tạm thời đảm nhận công việc trợ lý của anh Hạ vì trợ lý của anh ấy đang nghỉ phép. Anh ấy và tôi không có gì hết. Cô ta cắn môi nhìn tôi, mắt hơi đỏ lên, như thể đang khó chịu vì những suy đoán vô căn cứ. Tôi đặt cà phê xuống, trước khi tôi kịp nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa, ánh mắt Hạ Hiên rơi vào người phương vận đang ứa nước mắt, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia đau lòng. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt này 6 năm trước. Khi đó, tôi làm đủ mọi công việc cực khổ để kiếm tiền. Vào mùa đông, tôi đi rửa bát ở một nhà hàng ngoài khuôn viên trường và tay tôi tê cóng. Anh ta bôi thuốc mỡ lên tay tôi và nắm lấy tay tôi rất lâu chỉ để cho tôi ấm hơn. Lúc đó anh đã trịnh trọng hứa với tôi, Tô Tử, đừng cố gắng quá nữa, sau này anh nuôi em nhé. Câu nói đó tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ, vì vậy sau này tôi mới đầu tư cho Hạ Hiên một cách dứt khoát như vậy. Nhưng lúc này anh ta như theo bản năng che chắn phương vận ở phía sau, thở dài nói với tôi. Tô Tử, anh để em đi tìm phương vận là để làm sáng tỏ hiểu lầm, chứ không phải để em làm khó cô ấy sau khi phương vận đi ra ngoài, anh ta bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ mới bước vào xã hội. nếu em làm cô ấy khó xử như vậy, một khi lộ ra ngoài, người trong công ty sẽ nghĩ rằng anh thật sự có gì đó cô ấy. Hạ Hiên cao mày nhìn tôi, giọng điệu có vẻ bình tĩnh nhưng đã vô tình thiên vị cho một bên. điều này làm tôi nhớ đến vô số đêm cô ta tiếp cận Hạ Hiên với lý do công việc. có lẽ trong mắt Hạ Hiên con thỏ trắng vụng về và nỗ lực này mới bước vào xã hội này chỉ đơn giản là không biết chừng mực. Nhưng tôi thực sự tò mò. Cô ta thực sự không hiểu ranh giới giữa những điều này sao? Tôi nhìn vào ánh mắt của Hạ Hiên, cố gắng đọc được cảm xúc nào đó liên quan đến tôi trong mắt anh ta. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là anh ta nghĩ tôi thật vô lý. Tôi không vạch trần tất cả những điều này mà đồng ý với đề nghị của Hạ Hiên. Vì tôi phát hiện mình có thai. Nhưng tôi sẽ không đánh cược cả cuộc đời mình vì một bào thai chưa thành hình, chỉ vì nếu bây giờ chúng tôi chia tay, anh ta sẽ không cảm thấy tội lỗi gì cả. Quả nhiên, khi biết tôi có thai, anh ta đã ôm tôi vào lòng, vui mừng khôn xiết. Tôi rơi vào đôi mắt dịu dàng của anh ta, trong giây lát tôi có chút choáng váng. Vậy, Hạ Hiên có thể duy trì cái gọi là tình yêu đích thực dành cho tôi trong bao lâu? Sau khi Phương Vận trở lại trường học, Hạ Hiên cũng yên phận được một thời gian nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại không thể kiềm chế được nữa. Bởi vì Phương Vận đã gọi cho anh ta và khóc lóc kể về việc bị bắt nạt ở trường. Có một người đàn ông bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ta, liên tục quấy rối và muốn bao nuôi nuôi cô ta. Cô ta không còn cách nào khác là nghĩ đến Hạ Hiên. Cô ta muốn Hạ Hiên giả làm bạn trai, khiến người đàn ông này bỏ cuộc. Một lý do hết sức nhảm nhí, nhưng Hạ Hiên vẫn tin. Sau sự việc đó, anh ta lại có cơ hội tiếp xúc với Phương Vận một cách hợp lý. Anh ta đã lén lút nghe điện thoại của Phương Vận khi tôi không có ở nhà. Lúc đầu anh ta giữ khoảng cách, nhưng sau đó lại chủ động gọi điện. Tôi giả vờ như không biết mối quan hệ giữa hai người nhưng thực chất tất cả đều được ghi lại bởi camera. Vì nuôi mèo nên tôi đặc biệt lắp camera ở nhà. Chỉ là chưa bao giờ sử dụng nên Hạ Hiên đã quên mất chuyện này. Đó là lý do tại sao anh ta rất táo bạo, còn nghĩ rằng mình đã che giấu rất kỹ. Cho đến khi tôi đi công tác, anh ta đã đưa Phương Vận về nhà. Hai người họ ôm hôn và âu yếm trong căn nhà mà tôi và anh ta từng cùng nhau trang trí, nơi từng lưu giữ vô số kỷ niệm đẹp đẽ của tôi và Hạ Hiên. Nhìn những hình ảnh qua chiếc camera giám sát đó khiến bụng tôi cồn cào. Tôi không ngờ Hạ Hiên lại làm được một việc ghê tởm như vậy. Cùng lúc đó, tôi nhận được một email. Cô Tô, tôi thắng rồi. Email còn đính kèm một bức ảnh mà cô ta lén chụp ảnh Hạ Hiên đang ngủ. Tôi chợt cảm thấy việc mình đang làm thật vô nghĩa, tiếp tục dây dưa với hai người này không những buồn cười mà còn kinh tởm. Phương vận ngay từ đầu đã nhắm vào Hạ Hiên, cô ta chẳng hề lo sợ việc tôi nắm giữ bằng chứng. Phương vận là một thợ săn cao cấp và cô ta không quan tâm liệu Hạ Hiên có cảm thấy ái náy với tôi hay không. Tôi chuyển bức ảnh cho Hạ Hiên và còn chụp lại phiếu phẫu thuật phá thai mà tôi đã lên lịch. Tôi đã gửi cho anh ta tin nhắn cuối cùng trước khi chặn anh ta, chính anh đã giết đứa bé. Sau đó, Hạ Hiên chạy đến công ty của tôi, mắt anh ta đỏ ngầu, "Tô Tử, anh chỉ nhất thời bị mê hoặc mà thôi, xin hãy tha thứ cho anh. Anh có thể cho em bất cứ điều gì em muốn." Nghe vậy, tôi chế nhạo, "Vậy thì chuyển toàn bộ cổ phần của công ty anh cho tôi." Anh ta liền do dự, "Em có thực sự tha thứ cho anh không?" Hạ Hiên hiểu tính cách của tôi và tôi cũng hiểu anh ta anh ta không dám mạo hiểm mọi thứ để theo đuổi khả năng chỉ có một phần trăm đó. Sau khi anh ta rời đi, Hạ Hiên từ đó không còn quấy rầy tôi nữa, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhìn lại quá khứ, thật chớ trêu, hóa ra chính cô gái tôi đã nâng đỡ suốt 6 năm và người đàn ông tôi đầu tư tiền bạc vào suốt 2 năm lại là người gây ra mọi chuyện khiến tôi tổn thương. Một người từ chối trả lại số cổ phần mà tôi đã chuyển nhượng ban đầu, còn người kia từ chối hoàn 400.000 nhân dân tệ tiền tài trợ. Trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy cơ chứ? Bây giờ bảo tôi nhẹ nhàng bỏ qua cho họ, tôi thực sự không cam tâm. Tôi gõ vài từ gửi tin nhắn cho Phương Vận, cô không muốn trả lại tiền. Được thôi, vậy gặp nhau vào thứ ba tuần sau nhé. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn tiếp, nhân tiện, hãy đưa cho tôi một thiếp mời giấy nữa nhé, để tôi xin chút phía. Phương Vận không biết tại sao tôi lại thay đổi ý định nhanh chóng như vậy nhưng vì 400.000 nhân dân tệ nhân dân tệ cô ta vẫn đồng ý. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ, tôi còn cần tổ chức một buổi tiệc tối kinh doanh vào ngày hôm đó nhưng nó không thể đứng tên tôi. Ai khác ngoài tôi có đủ ảnh hưởng để mời các công ty nổi tiếng ở thành phố này tham gia. Một ứng cử viên phù hợp hiện lên trong đầu tôi, Giang Kỳ, con trai thứ hai của tập đoàn Giang Thị. Giang Kỳ nợ tôi một ân huệ, bây giờ tôi có thể nhờ anh ấy giúp đỡ. Trong danh sách khách mời tôi đưa cho Giang Kỳ, có cả công ty của Hạ Hiên. Vào bữa tiệc tối tôi đưa mắt tìm kiếm Hạ Hiên. Anh ta quả nhiên không bỏ lỡ cơ hội kết giao với các ông trùm kinh doanh và còn dẫn theo phương vận đến dự. Hạ Hiên tựa hồ nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Hạ Hiên sừng sờ ngay tại chỗ. Trong mắt anh ta, tôi sẽ không chủ động tham dự những bữa tiệc như này. Anh ta muốn nhìn rõ diện mạo của tôi qua đám đông, nhưng ngay sau đó, Giang Kỳ đã chắn trước mặt tôi, em nhờ anh giúp tổ chức bữa tiệc này chỉ để gặp anh ta giang kỳ có chút khó tin anh ấy là một trong số ít người biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và hạ hiên tôi không giải thích nhón chân ghé sát vào tai anh anh cho em mượn người một lát tiếp theo không đợi giang kỳ phản ứng tôi đã khoác lấy tay anh giả vờ thân mật hạ hiên vẫn còn luyến tiếc tôi không làm vậy thì làm sao anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định quay lại ngay cả khi tôi có thể chiến thắng phương vận bằng cách níu kéo hạ hiên nhưng điều này chẳng khác nào tự làm tổn thương chính mình Ánh mắt Hạ Hiên dần tối đi, anh ta kéo phương vận đang không hề hay biết chuyện gì đến một góc ngồi xuống. Khoe mắt tôi thoáng thấy cái bụng hơi nhô lên của phương vận, tôi không khỏi bật cười trước ý tưởng ngây thơ ban đầu của mình. Lúc đầu tôi nghĩ rằng khiến Hạ Hiên cảm thấy ái náy sẽ đủ để anh ta đau khổ suốt đời. Nhưng bây giờ có vẻ như điều đó không hề cản trở việc anh ta ngủ với người phụ nữ khác trong khi vẫn cảm thấy tội lỗi với tôi. Nhưng không sao cả, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ các nhân vật chính đã đầy đủ, kịch hay có thể bắt đầu rồi. Tập đoàn Giang thị đã mời một số chủ tịch công ty nổi tiếng đến phát biểu. Dưới sự sắp xếp của Giang Kỳ, đương nhiên cũng có tên của tôi. Bài phát biểu ban đầu diễn ra bình thường, nhưng khi đề cập đến lời cảnh báo về ngành, tôi không vội vàng lướt qua như những người trước đó, mà thay vào đó, tôi đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở một bóng người quen thuộc. Tôi mím môi, tôi chợt nhớ ra, công ty tôi đầu tư 2 năm bề ngoài nhìn có vẻ đàng hoàng. Nhưng thực tế tài chính lại không rõ ràng, đây là điều cấm kỵ khi điều hành công ty. Câu nói này vừa ném ra đã gây náo động, không ít người bên dưới không khỏi tò mò đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn Hạ Hiên đầy ý tứ nói, may mắn là tôi phát hiện kịp thời và báo cáo, người phụ trách đã bị bỏ tù. Nếu không, các cổ đông lớn như chúng tôi đã bị liên lụy. Tài khoản của công ty luôn do kế toán xử lý. Một cổ đông đầu tư thuần túy như tôi không cần phải tự mình hạch toán trừ khi cần thiết mãi đến gần đây tôi mới kiểm tra tài khoản thông qua quyền cổ đông của mình và phát hiện ra rằng tài khoản của công ty anh ta có vấn đề mặc dù chúng tôi chưa tìm ra vấn đề nằm ở đâu nhưng nếu báo cáo điều đó có thể gây ra rất nhiều rắc rối cho đối phương lời nói của tôi khiến hạ hiên thay đổi sắc mặt ngay lập tức anh ta thậm chí không còn tâm trạng để trò chuyện với các ông trùng kinh doanh anh ta còn bỏ lại phương vận ở đó rồi đi trước điều này càng khẳng định sự nghi ngờ của tôi nhưng tôi không có ý định trực tiếp vạch trần anh ta khi phương vận nhìn thấy hạ hiên rời đi cô ta cũng không muốn ở lại nữa nhưng tôi đã ngăn cô ta lại cô phương vội vàng thế à khi phương vận nhìn thấy tôi cô ta liền thay đổi vẻ ngoài yếu đuối của thỏ trắng ngày thường đuôi mắt hiện lên sự mỉa mai nhận ra mục đích của tôi cô ta ôm bụng mình với vẻ mặt cảnh giác cô muốn làm gì tôi nhàn nhã nhìn cô ta cười nói phải chăng cô đã quên lời hứa nào đó phương vận có vẻ bối rối cái gì Tôi cười tủm tỉm, đã 6 năm rồi, ngày nào cũng gọi chị em thân thiết như vậy, cô không muốn gặp người tài trợ của mình sao? Tôi tưởng mình đã tỏ ra đủ thờ ơ rồi, nhưng khi nói ra những lời này, tôi không khỏi ớn lạnh. Sau 6 năm, ngay cả khi bạn có nuôi một con chó, nó cũng sẽ vẫy đuôi với bạn. Tuy nhiên, sự thật là tôi đã bỏ ra 400.000, nó không những không vẫy đuôi mà còn cắn ngược lại tôi. Phương Vận Kiêu Ngạo hoàn toàn biến mất, đầu ngón tay nắm chặt tựa hồ không thể tin được. Cô là chị ấy sao? Tôi gật đầu, thản nhiên nói, "Ừ, người phụ nữ sự nghiệp tầm thường mà em nói đây." Cô ta lùi lại vài bước, dường như mất hết sức lực để đối đầu với tôi. Cô ta biết rằng dù có cầu xin tôi thế nào đi chăng nữa thì hình tượng mà cô ta dựng lên cũng sẽ sụp đổ trước mặt Hạ Hiên. Nhưng cho đến hiện tại, cô ta vẫn tìm cách bảo chữa cho bản thân. Cô ta cay đắng nhìn tôi, "Tôi không sai." tôi chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống tốt hơn tôi không muốn quay lại như trước đây thì có gì sai sao tôi nhìn bóng lưng phương vận vội vàng rời đi không khỏi thở dài có thể nào mọi thứ trở nên như hiện tại là do nguồn tài trợ của tôi hồi đó không lúc đang suy nghĩ thì giọng nói của giang kỳ đột nhiên vang lên sau lưng tôi em làm gì mà khiến cả hạ hiên lẫn phương vận đều ghét em thế sau ngày hôm đó phương vận đã đăng một bài viết trên tài khoản của mình tiêu đề là Tôi nên làm gì nếu người tài trợ muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi và đòi tôi hoàn trả tiền tài trợ? Phương vận là một người thông minh, cô ta đã cắt ghép một số phần trong câu chuyện mà tôi đã nói với cô ta, cũng như ảnh chụp màn hình tôi yêu cầu cô ta hoàn trả số tiền tài trợ 400.000 nhân dân tệ. Nó gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trong một thời gian. Nhiều người cho rằng yêu cầu hoàn tiền tài trợ của tôi là vô lý và cảm thấy không công bằng với người nhận. Cô ta tung tin tưởng như ẩn danh nhưng lại cố tình tiết lộ một vài chi tiết về tôi những cư dân mạng đó đã lần theo manh mối và nhanh chóng phát hiện ra danh tính thực sự của tôi nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ khi thấy tôi giàu đến thế mà vẫn yêu cầu người được tài trợ phải trả lại tiền nhiều người đã vào blog chính thức của công ty tôi để tấn công cá nhân đồng thời giá cổ phiếu của công ty tôi giảm nhanh chóng cô tô một số đối tác của công ty chúng ta đã gọi điện để hủy hợp tác cô tô giá cổ phiếu đang giảm mỗi ngày chúng ta nên làm gì Điện thoại của tôi đổ chuông liên tục, có nhiều bình luận tiêu cực về điều này. Từ góc nhìn của Phương Vận, tôi không có nhiều thông tin có thể đảo ngược hoàn toàn dư luận. Chỉ dựa vào một bức ảnh thì không thể đảm bảo tính chân thực của nó và cũng không thể giải thích được điều gì. Đây là phương pháp Phương Vận nghĩ ra để đối phó với tôi với sự ngầm đồng ý của Hạ Hiên. So với giá cổ phiếu ảm đạm của công ty tôi, có nhiều người biết Hạ Hiên là bạn trai cũ của tôi và họ tin rằng việc Hạ Hiên chia tay tôi là một lựa chọn sáng suốt. Giá cổ phiếu của công ty Hạ Hiên tăng gần như mỗi ngày. Tôi quá bận để chăm sóc bản thân và cho họ quá nhiều thời gian. Điều đó cũng đủ để họ tìm cách che đậy vấn đề tài chính của mình. Có lẽ do quá đắc ý nên đám cưới của Hạ Hiên và Phương Vận vẫn được tổ chức như dự kiến. Sự kiện này đã khiến dư luận sôi sục một lần nữa và đẩy mức độ bàn tán lên một tầm cao mới. Mạng xã hội tràn ngập những lời chửi bới, nguyên rủa dành cho tôi. Giàu có như vậy mà còn đi đòi lại tiền trợ cấp của một cô gái trẻ, thật quá ghê tởm. Chỉ bỏ ra một ít tiền mà đã muốn chĩa tay vào cuộc sống của người khác. Cô định làm gì? Cô ghen tị với việc người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Cùng ngày hôm đó, tôi đã đích thân sử dụng tài khoản chính thức của mình và đăng một bài viết lên Weibo một cách nhàn nhã. Chuyến tham quan đám cưới một ngày dành cho cư dân mạng may mắn được chọn ngẫu nhiên, ai muốn đến? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi đến thời điểm thích hợp. Tôi cầm thiệp mời trên bàn rồi bước ra khỏi nhà. Quang cảnh đám cưới rất náo nhiệt, có rất nhiều người đến tham dự và chúc phúc cho hai người họ. Tôi cũng thuận lợi hòa mình vào đám đông. Không chỉ vậy, tôi còn đưa một công ty truyền thông tới để phát trực tiếp đám cưới. Đôi vợ chồng đang đắm chìm trong niềm vui và sự bận rộn của ngày ngày cưới, họ không thể dành nhiều sự quan tâm những thay đổi trên mạng xã hội. Họ không nhìn thấy tôi trên hàng ghế khán giả cho đến khi đám cưới bắt đầu. Phương vận tái mặt ngay lập tức, nhưng cô ta vẫn cố kìm nén cảm xúc và tiếp tục đám cưới lúc này sóng truyền hình trực tiếp vẫn bình thường tô từ muốn làm gì cướp rể đừng nghĩ nữa ai sẽ yêu loại phụ nữ như vậy hạ hiên chia tay với tô từ quả là sáng suốt anh ấy ở bên cô dâu này mới là xứng đôi vừa lứa tôi nhếch khóe môi không tức giận mà lặng lẽ quan sát chuyện gì xảy ra bản nhạc đám cưới thiêng liêng và hạnh phúc được vang lên khi hai người đang trao nhẫn cho nhau tiếng nhạc du dương bỗng nhiên vụt tắt thay vào đó là những âm thanh khó chịu cảnh hai nhân vật chính âu yếm nhau xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bên trái màn hình là những khoảnh khắc ân ái của Hạ Hiên và người phụ nữ khác, phơi bày sự thật về việc anh ta ngoại tình. Bên phải màn hình là những bằng chứng về việc Phương Vận sử dụng khoản tiền tài trợ của tôi để xây dựng hình ảnh hào nhoáng, lừa dối mọi người. Tôi đứng dậy và nhìn về phía sân khấu. Trong thời gian này, tôi không chỉ có bằng chứng từ quá khứ mà còn thu thập được bằng chứng mới. Phương Vận dù có cẩn thận đến đâu thì vẫn có sơ hở không cần đoán tôi cũng biết mạng xã hội đã bùng nổ. Thật đáng kinh ngạc, ai có thể ngờ rằng Phương Vận lại là tình nhân. À à à, mọi người đang bị sử dụng làm vũ khí. Thật tội lỗi khi tôi lại mắng nạn nhân lâu như vậy. Cư dân mạng đến dự đám cưới và muốn đòi công lý cho Phương Vận đã bị hành động này phản bội. Họ tức giận đến mức ném ly và bỏ đi, thậm chí còn chửi bới, gây náo loạn cho khán giả. So với tình hình phía dưới thì trên sân khấu cũng không khá hơn là mấy. Hạ Hiên kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt như đang buộc tội tôi tại sao lại tàn nhẫn gây rắc rối trong đám cưới của anh ta. Nhưng chẳng mấy chốc, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Anh ta đã bị điều tra theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ trốn thuế và các tội danh khác và bị bắt đi. Chú rể bị bắt, khách mời hỗn loạn, Phương Vận đứng một mình trên sân khấu, cô ta dường như không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Khi cô ta nhìn thấy tôi, một tia hận thù hiện lên trong đôi mắt trống rỗng cô ta chạy về phía tôi nhưng bị ai đó chặn lại tôi nhìn kỹ hơn là giang kỳ sao anh lại tới đây giang kỳ giơ máy ảnh trong tay lên cười nói giúp em anh ấy nháy mắt với tôi và nói lần này em nợ anh một ân tình giang kỳ không kế thừa công việc kinh doanh của gia đình anh ấy yêu thích nhiếp ảnh và có nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội với sự giúp đỡ của anh ấy sự thật chắc chắn sẽ được lan rộng hơn nữa vì bị Giang Kỳ cản trở nên Phương Vận không cách nào chạm tới tôi, chỉ có thể điên cuồng hét lên với tôi, Tô Tử, cô có tất cả, tại sao còn phá tôi? Cô ta rơi nước mắt, nước nở, tôi không giống cô, xuất thân của tôi đòi hỏi phải làm việc gấp trăm lần mới đạt được cuộc sống như cô. Hắn chỉ là một tên cặn bã, cô không thể nhường cho tôi sao? Tôi đã hoàn toàn chiến thắng trong cuộc trả thù của mình, nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ như đã nghĩ. Phương Vận biết bản chất thực sự của Hạ Hiên từ đầu đến cuối. Cô ta thông minh nhưng ngu ngốc. Tôi buồn bã nhìn Phương Vận. Thông minh ở chỗ là cô ta biết phát huy lợi thế của mình, nhưng lại ngu ngốc khi đặt cược vào một tên đàn ông. Tôi lướt qua Giang Kỳ, thay vì trả lời câu hỏi của cô ta, tôi lại hỏi: "Cô có biết tại sao khi muốn tôi chi trả chi phí y tế cho bố mẹ cô, tôi đã trả ngay mà không do dự không?" Tôi nhìn vào mắt Phương Vận, cười khổ, bởi vì năm tôi bỏ học không có ai giúp đỡ tiền học phí, bố tôi bệnh nặng, tôi không kiếm được tiền. Tôi đã trải qua cuộc sống từ giàu đến nghèo nên tôi không muốn người khác phải chịu những khó khăn này một lần nữa. Đây là lý do tại sao tôi giúp đỡ cô. Nghe được những lời này, ánh mắt Phương Vận thay đổi. Tôi đã từng khó khăn hơn cô ta gấp trăm lần, cũng không có tô từ nào sẵn lòng giúp đỡ tôi nhưng tôi vẫn vượt qua và trở nên xuất sắc hơn những người đàn ông cùng ngành. Cô ta ngồi khuỵu xuống đất, nhận ra tất cả những điều này và gần như ngã gục cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi tô từ chị có hối hận không cô ta hỏi tôi liệu tôi có hối hận vì đã tài trợ cho cô ta để rồi gây ra quá nhiều rắc rối cho bản thân mình không tôi sửng sốt một lúc nhưng cuối cùng cũng lắc đầu nhận được câu trả lời này phương vận vừa khóc vừa lẩm bẩm chị ơi em xin lỗi em thực sự xin lỗi lời xin lỗi rất chân thành nhưng tôi không còn cần nó nữa mọi người đều nhận được sự trừng phạt thích đáng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau sự việc này hạ hiên bị kết án và số tiền thu được từ việc làm bất hợp pháp cũng như toàn bộ tài sản đứng tên anh ta đều bị tịch thu tòa án ban đầu ra số cổ phần đó và tôi đã lấy lại toàn bộ tôi đã từng trải qua bạo lực trực tuyến và nhiều người đã xin lỗi tôi sau khi biết sự thật giá cổ phiếu cũng tăng trở lại và tôi có nhiều tài sản hơn trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra không có phương vận không có hạ hiên nhưng tôi vẫn đưa ra quyết định. Tôi không còn hỗ trợ riêng từng người nữa mà dùng một phần tiền của mình để thành lập một quỹ đặc biệt nhằm giúp đỡ các cô gái nghèo trang trải chi phí học tập. Người ta nói, một khi bị rắn cắn, bạn sẽ sợ dây thừng suốt 10 năm. Cư dân mạng không hiểu tại sao em vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Giang Kỳ xem qua các tài liệu liên quan đến quỹ và hỏi câu hỏi này. Tôi không trả lời ngay mà nhìn anh mỉm cười. Vậy anh sẽ tham gia cùng em chứ? Giang Kỳ hơi nhếch khóe môi, được thôi. Tôi cầm tập tài liệu lên và dùng ngón tay xoa nhẹ lên bề mặt, nhớ lại sự kiện đã qua. Rõ ràng đã 6 năm trôi qua nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Khi công ty lần đầu tiên bắt đầu có lãi, tôi đã trả một phần nợ bằng cổ tức để lại cho mình 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Lúc này tôi mới để ý tới phương vận. Cô đăng tin lên mạng kêu gọi giúp đỡ bởi vì khi cô chuẩn bị thi vào cấp 3 thì gia đình yêu cầu cô nghỉ học và kết hôn. Bài đăng này nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển Internet rộng lớn và không ai để ý đến nó. Tôi lưu lại bài đăng đó, bí mật ghi lại thông tin liên lạc của cô ta và đến ngôi làng nhỏ trên núi nơi cô ta ở. Sau khi điều tra và tìm hiểu, tôi thấy những lời phương vận nói đều chính xác. Tôi nhìn thấy trong một khung cảnh giản dị, cô gái vẫn đang cầm bút viết hang say, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi thấy sau khi cô làm đồng, dù tay cầm liềm đã đầy vết đỏ nhưng cô vẫn cầm sách lên đọc, đôi mắt đầy khao khát tri thức. Vì thế, Phương Vận hỏi tôi có hối hận không? Tôi không hối tiếc. Nếu tôi gặp lại một cô gái như thế này và đối mặt với kết cục không rõ, tôi vẫn sẽ giúp cô ấy. Ít nhất tôi muốn tin, lúc đó, cô bé rất ham học và muốn thoát khỏi cuộc sống này và dùng kiến thức để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với hàng nghìn cô gái không được đến trường, họ rất cần một tô tử để đổi đời. Chỉ là có một số cô gái còn quá trẻ, muốn một bước chạm tới bầu trời, nhưng lại không biết rằng tất cả quà tặng của số phận đều đã được âm thầm đánh giá. Đây là cách tôi thiết lập nền tảng trong khi cung cấp trợ giúp tài chính, tôi cũng nuôi dưỡng những giá trị đúng đắn cho họ. Tôi mong rằng trong tương lai, tất cả các cô gái sẽ thôi bám hoa và tự do nở rộ trên mọi cánh đồng bằng ánh sáng rực rỡ của riêng mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống mãi và sống xứng đáng với vinh quang của mình. Dù thực tế này có xa vời, tôi sẵn sàng trở thành kẻ ngốc và hành động vì nó hoàn toàn văn nếu các bạn thấy hay hãy like video và theo dõi minh nhật tv để nghe thêm nhiều chuyện hay nữa nhé cảm ơn các bạn